Đấu giữa câu lạc bộ bình thường với câu lạc bộ Newcastle và câu lạc bộ FC này là mình sẽ sử dụng toàn bộ cầu thủ là hàng tiền đạo, đây là tiền đạo hết luôn các bạn. Newcastle, Amiron, Newcastle đang có một pha chuyền banh viền đã không thành công ở đội phạt góc của Newcastle. Timber, Chigo, pha điểm đầu tiên do Charlton. Alisson phát bóng lên Salah, Chigo, Mbappe, một bóng còn Charlton vừa lóc. Ronaldo lấy được bóng rồi, bây giờ nó mất bóng rồi, quá nhiều hậu quả là chưa mất chưa lên cân. Mbappe có được bóng rồi, đánh gót cho Ronaldo, tuy nhiên không thành công. Super Amiron, Messi, Salah có bóng chuyền cho Ronaldo không xong rồi, ba cá nhân mỗi giờ vẫn là Salah chút xa ra ngoài là các bạn xem lại sự bóng của Salah vào nơi phía chính diện của thủ thành Newcastle. Bây giờ vào hấp góc tiếp Messi sẽ làm việc góc nha. Bước qua quá nguy hiểm, ngay vào khung thành. Sen, Cha, Messi, Calderon, Messi đã lấy được bóng, tiền bóng sang cho Salah, Ronaldo, tiền đầu, tấn công, tiền sang cho Neymar, tấn công vào Cha, Vinh, San Maximin, Charlton, Chigo, Chigo đã có được bóng, tuy nhiên nếu mà bóng ngay sau đó, Kumaret, San Maximin. Không có lỗi, đấu còn được tiếp tục. Trên tầng Wilson mình sắp uống xe mồm, mình đã làm mấy cái đồ tàu lao rồi. Mày má, chạy đi Ronaldo, tăng tốc nào. Không lỗi rồi, mẻ bàn cho Sucha. Chuyển cho Hà Lan, Hà Lan không qua được cầu thủ của đội Newcastle. Một kết thúc nào chỉ đấu người đầu tiên của Newcastle. Wilson, Fisherman thả bóng ra ngoài, Hà Lan Messi đợi được Messi, Kimaret sẽ đồng tình quá hay còn lỗi rồi, nhưng mà thấy một chữa bàn sẽ còn lỗi vừa rồi. Bóc mắt Hà Lan Messi, Ronaldo ngồi lên lên tóc đấy má, thành một cầu phá bóng ra ngoài bắt dốc San Maximin. Thank you.
6-18 Anderson. Rondo đường bóng giờ chút xa ba rồi 2-0 sau ba chuyền bóng Tony Bala Rondo dứt điểm từ xa đánh bại thủ thành Lucasto. Ronaldo đánh thứ hai quá nhanh, chưa đầy 5 phút đánh thứ hai sâu vào chọc khe Neymar không có lợi cơ hội. Giờ sẽ phải đổi người đầu tiên là Watford, từ từ thay cho Thiago là ý sự cửa lọc Anderson. Bây giờ lại là Ronaldo. Bóng ơi, tự nhiên còn bóng vẫn vào chân của Ronaldo. Mở đường đọc cho thành công, không có ai tham gia được tấn công này. Suy Mbappe xuất sắc. Thủ thành của Liverpool sẽ quá xuất sắc. Thi đấu được bù giờ. Chút là đi cho nó chút và cá tốt cái chút thì cũng đang đôi 3-0 rồi hát tích và sức vàng của Isaman và cũng sẽ lại đồ đã bóng và sút ngay sau đó và tỷ số là 3-0 trận đấu đến giờ là mình phút cuối cùng. Thì có bàn dở cho Lucasto hay không? Ronaldo đang tăng tốc. Cuộc đấu đã kết thúc, tỷ số là 3-0.